Cảm ơn các bạn đã đến với kênh ẩm thực của Yahoo Food. Thank you for your watching Yahoo Food channel. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món thịt xào nước mắm nha các bạn. Phần nguyên liệu chúng ta gồm có cái đây mình sẽ có đây là nước cái thịt này các bạn. Thì cái đây là mình mua thịt đùi rất là ngon. Đó. Đây mình sẽ sử dụng đây là tiêu. Và đây là nước mắm này các bạn. Mình bắt đầu đi vào sơ chế nguyên liệu. Rồi thịt mình cắt xong rồi này các bạn. Cho thịt vào. Mình sẽ cho vào đây một muỗng chè tươi tiên. Và mình cho vào đây là một muỗng canh nước mắm. Nhìn đi thịt rất là ngon này các bạn. Rồi clip của mình ở đây đã hết rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình, hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào các bạn.